Chào các bạn, chào bạn quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn về một cái bộ sản phẩm, đó là cái kit dành cho việc học tập và nghiên cứu cái dòng vi điều khiển PIC. Thì trên tay mình đây là một cái bộ sản phẩm gồm một cái bộ kit được tích hợp đầy đủ các cái chức năng và ngoại vi để nghiên cứu và học tập loại dòng vi điều khiển PIC. Và một số thành phần đi kèm theo đó là một cái dây USB micro để các bạn cấp nguồn và giao tiếp với lại máy tính, một cục VCMOS để dành cho cái chức năng lưu thời gian thực khi mà chúng ta sử dụng chức năng thời gian thực, và bốn cái cọc đồng, bốn cái ốc để bắt cố định cái kit lên một cái giá nào đó. Và đây có kèm theo bốn cái dăm chốt. Sẽ cùng tìm hiểu về các cái thành phần ở trên cái bộ kit VIC V4 này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến cái dòng vi điều khiển. Đó thì ở đây chúng ta sử dụng dòng vi điều khiển là PIC. Thì nhà sản xuất có kèm theo đó là con PIC 16F877A và sử dụng cái socket 40 chân ở đây. Thì các bạn có thể dễ dàng tháo bỏ và thay bằng các cái dòng các cái con vi điều khiển khác mà có các chức năng tương tự, ví dụ như ở đây chúng ta có thể thay thế bằng con 18F4520. Đấy. Bên cạnh là các cái dăm, cái dăm có thể tháo ra được. Đấy. Để phục vụ cho việc khi mà các bạn muốn giao tiếp với lại các cái thiết bị ở bên ngoài. Đấy. Rồi. Thì khối tiếp theo đó là khối nguồn, thì chúng ta có thể sử dụng nguồn DC 9-12V qua cái jack DC ở đây. Thì khối nguồn có đi qua một con cầu chì đi phục hồi này, để bảo vệ mạch tốt, để bảo vệ mạch khi bị quá tải này, qua một con LM7805 hạ xuống 5V và nút on off bật tắt nguồn. Thì ở trên đây các bạn cũng có thể cấp nguồn qua cái cổng USB đây. Thì ở lên trên đây là giao tiếp với lại máy tính thông qua chuẩn MAC 485 này. Đấy. Và thì đầu header đây, cổng 485. Và bên cạnh các bạn để ý đây có một cái coi chip để chúng ta thực hiện cái chức năng là cảnh báo đấy khi mà lập trình. Đấy. Trên nữa là khối giao tiếp ADC. Các bạn có thể chỉnh cái tín hiệu ADC ở đây thông qua cái con bị trở đây và xử lý ở trên con chip. Ở phía trên lại một chuẩn giao tiếp với lại máy tính nữa, đó là chuẩn giao tiếp qua con MAC 232 và cổng DB9, thuận tiện cho việc cắm kết nối với máy tính. Tiếp đến là phần led đơn để phục vụ cho cái việc nghiên cứu chân in out của con vi điều khiển. Đấy. Ở đây có 8 cái led đơn, các bạn có thể lập trình các hiệu ứng qua trái, qua phải, từ giữa ra, tùy biến theo cái khả năng. Đấy. Một nút reset để reset chương trình. Lên trên nữa là một cái khối led 7 thanh. Đấy. Ở đây sử dụng một con led 7 thanh 4 số. Bên cạnh là hai cái chuẩn nạp. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng cái mạch nạp BKIT 2 MH hoặc là BKIT 3. Và chuẩn nạp là nạp riêng cho cái bộ của mạch nạp MH Pro. Ở phía trên cùng là một cái dăm chờ. Thì cái dăm chờ này để các bạn nó phục vụ cho công việc là các bạn sẽ cắm cái LCD 1602 đây hoặc là con Nokia 5110. Đấy, thì để chỉnh cái độ tương phản đấy có hai con bị trở đây. Đây, bị trở này chỉnh cho LCD 1602 này và biến trở đây chỉnh cái độ tương phản cho con LCD 12864 ở bên đây. Đấy, các bạn có thể sử dụng con LCD 12864 ở đây chân 1 này.
2020. Và ở dưới là khối thời gian thực, thì ở đây chúng ta sử dụng là con DS1307 này. DS1307 thì để lưu cái thời gian của con DS1307 ở đằng sau đây. Có một cái đế để các bạn lắp pin, lắp cục pin được kèm theo đấy, để lưu cái thời gian mà chúng ta ghi lên con DS1307. Tiếp đến là cái khối LED Magic, thì ở đây sử dụng LED Magic 8x8. Các bạn có thể lập trình các cái hiệu ứng hoặc là các chữ lên đây. Ở dưới là khối LED Room, thì khối này sử dụng con AT24C04. Bên cạnh là cái khối điều khiển động cơ bước, sử dụng con ULN2003. Đấy, có dăm cắm ra động cơ này, rất là tiện lợi. Và xuống dưới là khối relay để đóng ngắt, ứng dụng vào các cái công việc là đóng ngắt thiết bị AC hoặc là DC. Tiếp đến là khối keyboard, bàn phím Magic 3x3. Và thêm một khối nữa là khối giao tiếp với lại con MCB2510. Đấy. Ở dưới đây có các cái dăm chờ để đọc các cái tín hiệu từ con cảm biến ánh sáng chẳng hạn. Đấy. Cảm biến quang. Đang được. Tiếp theo là khối tạo dao động. Ở đây sử dụng con NE55 và có thể chỉnh cái tần số bằng biến trở. Tiếp theo là phần ở đây có hai cái dăm chờ cho con DS18B20 và con IR. Thì con IR là con giao tiếp, tức là các bạn sẽ cắm cái mắt thu hồng ngoại ở đây và giao tiếp với vi điều khiển. Còn con DS18B20 thì đọc nhiệt độ về này. Thì để sử dụng hai cái này, các bạn cần quan tâm đến cái dăm cắm ở đây để chuyển giữa hai cái chức năng. Đấy. Và bên cạnh là các cái dăm để lấy nguồn ra VCC và GND. Trên đây mình vừa giới thiệu qua về các cái khối của bộ Big Kit, bộ kit Big V4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.